Sau trận lũ lịch sử, hàng loạt hiện tượng lạ xảy ra ở Trung Quốc, điềm báo về sự ứng nghiệm trong lời tiên tri của Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm. Thời gian vừa qua, sau trận lũ lịch sử càn quét Trung Quốc, tại đất nước tỷ dân xuất hiện những dị tượng kỳ lạ. Ở một số khu vực, đá mỏng từ dưới trồi lên đâm thủng mặt đường nhựa. Người quay đoạn video còn vô cùng ngạc nhiên và thốt lên rằng: "Trời đất ơi, mặt đất mọc răng." Hả? Còn ở những nơi sông hồ ao biển cũng có hiện tượng đất đá trồi lên gây khiếp sợ. Điều này khiến người ta bất giác nhớ đến bài tiên tri của Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm. Bao giờ đá nổi lông chim, đồng khô, hổ cạn còn tìm thấy cha. Mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra Thái Bình. Từ lúc bài thơ được lưu truyền, không ai biết khi nào thời kỳ đại kiếp nạn này sẽ tới. Bởi vì dị tượng đá nổi lông chim là sự việc khó có khả năng xảy ra, trái với bình thường. Cho nên có người lý giải thế này, thế kia, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói rõ ràng. Cho đến khi những năm gần đây hiện tượng đá nổi xuất hiện nhiều nơi, đặc biệt là ở Trung Quốc, thì người ta mới chợt giật mình. Những thiên tai xảy đến trong nhiều năm qua như đại dịch, lũ lụt, liệu có phải là điềm báo cho việc hậu quả sau tai kiếp, số người sống sót vô cùng ít ỏi, mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 như lời bài thơ hay không? Các bạn nghĩ sao về quan điểm này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày.